Mila xin kính chào quý vị đến với chương trình Hạnh Lê Home Shopping cũng như là Vika Home Shopping. Thưa quý vị, đến với Home Shopping của chúng tôi rất là nhiều những sản phẩm tốt cho sức khỏe của mình. Mà một trong những sản phẩm mà Mila muốn giới thiệu ngày hôm nay đến cho quý vị đó là sụn cá mập. Thưa quý vị, nói đến sụn cá mập thì quý vị cũng biết rằng là đây là một cái dưỡng chất từ lấy từ tinh chất lấy từ trong cái một loài cá mập ở ngoài khơi biển đại dương. Thì quý vị cũng biết rồi, qua nghiên cứu nha quý vị nha, với những cái tinh dưỡng chất từ trong sụn của cá mập này đó quý vị, nó sẽ kích thích trong cái quá trình sản sinh ra cái sụn khớp mới nè. Nó giúp cho cái khớp của chúng ta phát triển tự nhiên, nó hỗ trợ và làm giảm đi cái sự đau nhức ở trong xương khớp của chúng ta, hỗ trợ và làm lành đi các khớp bị tổn thương do mình vận động nhiều hay là mình đi làm những cái đề mà công việc nặng nhọc đó chị. Quý vị nhiều khi mình bị trật tay, trật chân hay là các em đi tập thể dục quá thì nó cũng ảnh hưởng bị tổn thương đến khớp hay là xương khớp của mình. Thì với cái sụn cá mập này nó cũng giúp cho hỗ trợ làm lành đi những cái khớp bị tổn thương cho quý vị nha. Nó còn hỗ trợ và điều trị các bệnh liên quan về viêm khớp, bảo vệ khớp, phòng ngừa các bệnh liên quan đến xương khớp. Quý vị nãy giờ My Lan nói toàn là xương khớp, rồi nó chống viêm, nó làm cho chúng ta không có lo là bị thấp khớp, sấp khớp, như là những cái bệnh mà đau nhức. Không chỉ người già mà bị đau nhức không nha quý vị, mà cái người trẻ của chúng ta đi làm việc nhiều, mệt mỏi nhiều cũng bị đau nhức luôn. Rồi mình đi tập thể dục nhiều cũng bị đau nhức. Nhiều khi mình ngồi thẳng nha quý vị, mà nhiều khi mình nghiêng qua bên mình lấy một cái đồ gì đó hay là mình rớt cái gì đó, nhiều khi cũng quý vị vô tình quý vị bị xoay chuyển gì đó mà dễ bị trật khớp. Rồi từ cái trật đó nó làm cho chúng ta bị viêm khớp. Tại sao chúng ta bị đau cổ, đau vai, đau lưng, đau đầu gối, tất cả những cái khớp có nghĩa là ngay những cái chỗ mà mình cử động đó quý vị. Thì đó, thường thường những cái khớp tự nhiên của chúng ta thì nó có một cái lớp để mà nó bảo vệ. Quý vị nhìn trên màn hình, cái khớp bình thường thì nó có nguyên một cái bao khớp, cái sụn, quý vị, nó có một cái sụn để mà nó bao bọc lại cái khớp của chúng ta. Vì vậy mà khi mà cái sụn chưa bị tổn thương ấy quý vị, thì khi mình di chuyển, khi mình cử động thì nó không làm cho chúng ta đau nhức. Mà khi mà quý vị nhìn qua cái khi mà cái bệnh mà gọi là viêm xương khớp đó quý vị, thì cái sụn nó bị mòn đi. Do chúng ta có bị lão hóa hay là chúng ta bị đau, bị già yếu, bị lão hóa, thì cái lớp sụn nó càng ngày nó càng teo dần đi, nó mất dần đi. Vì như vậy mà cái khớp của chúng ta nó bị khít lại với nhau, khi mà mình cử động thì nó làm cho chúng ta dễ bị đau nhất. Đó, thành ra rất là nhiều nguyên nhân đưa đến là bị bệnh viêm khớp, thấp khớp, làm cho chúng ta bị đau nhức hàng ngày. Thì với cái sự nghiên cứu thì sụn vi cá mập này nó nuôi dưỡng những tế bào giác mạc nè, nó tái tạo được cái lớp form nước mắt trước cái giác mạc nè, nó chống khô và mỏi mắt. Ngoài ra chống viêm, chống sưng và nó giúp cho mắt rất là nhiều. Quý vị như nào mà bị mắt kém nè, mắt bị tầm nhem, mắt bị dễ nhờ quý vị nào mới đi bị như là bị cái gì mới lăn quên rồi, cái giác mạc mình nó bị chảy nước mắt hoài, nó thì nó làm cho mình bị chảy nước mắt hay là gì đó. Thì với cái sụn cá mập này nó cũng giúp cho mắt vừa tốt mà nó vừa giúp cho những cái khớp của chúng ta tái tạo lại cái lớp sụn, rất là tuyệt vời nha quý vị nha. Ngày hôm nay My Lan thấy rằng là Hạnh Lê Home Shopping đã gửi đến cho chúng ta một cái giá cả rất là nhẹ nhàng. Quý vị mà gọi vào với hai số điện thoại là 714-290-5902 hay là 408-499-7523 thì quý vị sẽ cảm thấy rằng là một cái giá rất là đặc biệt gửi đến cho quý vị ngay nha quý vị. Gọi ngay số 2 số điện thoại đang hiện trên màn hình thì chúng vị sẽ bảo rằng là nghe My Lan giới thiệu đến cái sụn vi cá mập này đến từ Hạnh Lê Home Shopping thì quý vị sẽ có một cái giá đặc biệt nha. Một lần nữa giới thiệu đến quý vị sụn cá mập hỗ trợ sức khỏe cho chúng ta về viêm khớp, thấp khớp, xương khớp cũng như là ngăn ngừa những cái bệnh đau nhức trong cơ thể của chúng ta với số điện thoại 714-290-5902 và 408-499-7523. Xin trân trọng kính mời.